Xin chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Nào mình ra video để chia sẻ cho anh em ứng dụng KaiMaster. Và phiên bản này không phải là mới nghe anh em. Mình đã sử dụng và thấy rất là ok. Nên mình chia sẻ lại cho anh em. Ở hai video trước mình đã chia sẻ rồi. Cũng lâu, cách tải đã thay đổi. Nên mình ra video để anh em dễ dàng tải được ứng dụng KaiMaster về mà sử dụng nghe anh em. Ứng dụng mình đã để dưới phần mô tả của video. Một phiên bản cho anh em sử dụng máy có cấu hình thấp và phiên bản 5.0 cho máy có cấu hình cao hơn một chút nha anh em. Mình sẽ bắt đầu tải phiên bản 5.0 nha anh em. Và phiên bản còn lại anh em cũng tải y hệt như vậy luôn. Anh em nhấp vào link dưới phần mô tả. Nó sẽ xuất hiện như thế này. Anh em nhấp vào chỗ là tải xuống. Nó hiện ra một trang thế này. Anh em bắt đầu phóng to nó ra. Xong anh em nhấp vào dẫn tải xuống. Tiếp tục anh em chọn tải xuống. Anh em nhìn y như vậy là ứng dụng đang được tải xuống nghe anh em. Anh em đợi một khoảng thời gian. Khi nó xuất hiện như thế này là đã tải xong rồi. Anh em mới bắt đầu chở ra vào trình quản lý tệp. Anh em chọn là lưu trữ điện thoại. Anh em tìm đến mục download. Anh em sẽ thấy KaiMaster mình vừa tải nó nằm ở đây. Xong rồi anh em chọn cài đặt. Vậy là ok. Và anh em bắt đầu sử dụng nó thôi. Mình xin dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.